Bữa nay cô Nương ăn cơm với cá muối chiên cả nhà. Cái này là cá rô biển, ăn với dưa hấu thôi, đơn giản. Giờ bắt đầu mình đi chiên cá nè. Giờ bắt bếp lên chiên cá. Chảo nóng mình cho dầu ăn vô. Cá vô để nắp lại, thấy cho mình lên. Đây là hấp dẫn nữa nha. Mình đắp lại để nó giang. Cá nó vàng rồi cả nhà. Rồi, tắt bếp nha. Bếp cá đây. Ngon quá luôn nè. Làm sạch luôn. Mọi thứ đã sẵn sàng thì mình chuẩn bị ăn cơm cả nhà. Đây cá muối chiên mình ăn với dưa mắm, khi nào có lạc thì chấm nước mắm thêm. Bữa cơm đơn sơ nhanh chóng, xin mời cả nhà dùng cơm. Cá này gọi là cá rô biển cả nhà, không phải cá rô phi. Cá rô biển nó ngon lắm.